không? Anh ơi, cho em hỏi là từ đây tới đường quay của em thấy cái gì? Lên xe đi, cho nó gắn cho con. Anh nói gái em mới lên xe được chứ. Trời ơi, một hai tết mà tôi làm thì không lên xe đi, cho nó gắn cho con. Nói gái, dạ, anh nói gái đi, em lên xe được chứ, để hỏi tới đó anh ăn 5 triệu xem có tiền trả. Cô lên xe đi, tôi ăn 5 triệu gì đâu. Cô lên xe anh chở nha. Cô lên đi, tôi nói giá cho cô. Mà anh nhớ phải chở tôi đến đường quay Nguyễn Huệ. Tôi không chịu đi, anh chở tôi là lạc là tôi không chịu đâu đó. Không thích cô đâu, lên đi. Vậy thôi anh chở tôi đến đường quay Nguyễn Huệ đi ha. Rồi, em lấy cô, tôi lấy cô khoảng 2 triệu ha. 2 triệu hả? Tụi 2 triệu thôi, cô lên rồi, không xuống xe. Lên rồi, không được xuống xe nữa, giờ 2 triệu à, phải đi thôi. Sáng ngày vô ai mở hàng tôi trơn á cô, mùng 2 Tết mà cô làm như chết tôi là không được đâu. Thôi vậy tôi cho gái tôi lên luôn. Ủa con của con gái nữa hả? Đó, gái lớn vậy hả? Gái lại đây gái, lại đây gái. Rồi gái lên gái. Đi đường qua Nguyễn Huệ không gái? Gái. Bác cho gái lên xe bác. Đi đường qua Nguyễn Huệ không? Đi chạy qua không? Bác cho gái lên xe con chở đi luôn bác. Đi chạy qua Nguyễn Huệ không? Lên mình đi chạy qua Nguyễn Huệ nha. Lên. Trời ơi. Rồi thôi giờ chở hai má con rồi, tới đường quay Nguyễn Huệ đi. Bye bye bà cô chú ơi. Hai con giỏi quá. Lên 3 triệu quá. Có chạy được không? 3 triệu lời nói đây. Chạy được không? Chạy được không? Ăn 2 triệu mắc quá. Thôi giờ 3 triệu rồi đi không đi xuống à. Thôi vậy thôi xuống cũng đi đâu. Thôi kệ đi đi mà đầu năm mà đừng cho trả giá. Kỳ quá hai mẹ con. Thôi vậy anh chở mẹ con tôi đi tới chỗ. Thôi giờ tôi giảm giá 2,5 triệu là đi không? Rồi, chở tôi đi. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi. Chúc anh năm mới vui vẻ nha. Rồi, trời ơi, nặng quá đi, đập chút mồ hôi nè. Rồi, chúc ba năm mới vui vẻ đi. Ủa ba hả? Nãy giờ đâu có con hả? Trời ơi. Thôi, giờ hai mẹ con xuống chồng đi, nặng xe quá rồi. Rồi, thôi đi xuống con. Rồi. Hả? Anh đừng dịnh xe anh. Rồi, xuống mấy con, bước xuống trước đi. Xuống trước rồi. Mẹ ơi. Thank you.